Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết, là những nội dung chính sẽ có trong chương trình tối nay thứ hai ngày 7 tháng 10. Các địa phương trong tỉnh đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành công tác thu ngân sách nhà nước năm 2024. Ngành ngân hàng tập trung cung cấp nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 23.000 lao động, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2024. Trong phần tin thế giới, Australia tiếp tục đưa công dân rời khỏi Liban. Bà Harris dẫn trước ông Trump trong khảo sát toàn quốc. Chiều nay, đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh dự sinh hoạt chi bộ tại tổ dân phố Nghĩa Trung, thị trấn Yên Sơn. Chi bộ tổ dân phố Nghĩa Trung, thị trấn Yên Sơn có 19 đảng viên. Thời gian qua, chi bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 5 khóa 11-12 về xây dựng Đảng. Những điều đảng viên không được làm và công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Đảng ủy thị trấn. Các đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Tiến Quân biểu dương các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng cao. Đề nghị thời gian tới, chi bộ cần tăng cường sự đoàn kết trong đảng, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết chi bộ đề ra. Sáng nay, huyện ủy Hàm Yên tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 23. Trong 9 tháng năm 2024, tổng sản lượng lương thực huyện Hàm Yên đạt trên 43.700 tấn, duy trì 4.000 hecta cam, trên 2.100 hecta chè, trên 1.200 hecta cây chanh, 116 hecta cây thanh long. Có 34 sản phẩm OCOP, trong đó 32 sản phẩm đạt 3 sao, 2 sản phẩm đạt 4 sao. Thu ngân sách đạt 85 tỷ đồng, đạt 5 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 43% kế hoạch. Trong quý tư, huyện tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, chú trọng các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, bảo đảm hiệu quả, thực chất, hướng về cơ sở. Hôm nay, Sở Tài chính phối hợp với Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang. Gần 600 học viên được tập huấn chuyên đề, hướng dẫn và thực hành tổng hợp số liệu kiểm kê và báo cáo, tuyên truyền một số văn bản, chính sách mới. Qua đó nắm được quy trình thực hiện tổng kiểm kê, cách nhập dữ liệu, duyệt dữ liệu trên phần mềm, đảm bảo thực hiện thông suốt, đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đây là nhiệm vụ quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực tài sản công trong nền kinh tế, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành công tác thu ngân sách nhà nước năm 2024. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 9 trên địa bàn tỉnh được hơn 375 tỷ đồng, lũy kế ước thực hiện trong 9 tháng là hơn 3.000 tỷ đồng, đạt hơn 88% dự toán của Thủ tướng Chính phủ giao và đạt gần 78% dự toán của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tiến độ thu cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Một số khoản thu đạt khá từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương, thuế thu nhập cá nhân, phí, thu lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất. Nhiệm vụ thu nội địa trong quý 4 phải thực hiện là hơn 845 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ngành thuế và các địa phương trong tỉnh tập trung tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế thực hiện chính sách thuế, nâng cao hiệu quả hoạt động để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu ngân sách. Trong 9 tháng năm nay, kinh tế của tỉnh có xu hướng tăng trưởng khả quan, nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Đạt được kết quả đó có sự đóng góp tích cực của ngành ngân hàng trong việc cung cấp nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Các ngân hàng thực hiện tốt công tác giao dịch, thanh toán trên địa bàn tỉnh.
thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn về công tác tín dụng nhằm đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ người dân doanh nghiệp trong tiếp cận tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các gói vay phục vụ mục tiêu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đến hết tháng 9, tổng dư nợ ước đạt 33.290 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng hơn 5.200 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trên 18%. Nợ xấu của các ngân hàng đến ngày 30 tháng 9 khoảng 180 tỷ đồng, chiếm 0,54% trên tổng dư nợ. Với chỉ số này, nợ xấu nằm trong mức kiểm soát và thấp hơn bình quân của ngành. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh đang tận dụng thời gian quý 4 này để tập trung mọi nguồn lực, tăng tốc sản xuất, tìm kiếm thị trường mới, trong đó có ngành hàng da giày của tỉnh. Những sản phẩm của công ty này đang đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu hơn 170 triệu đô la Mỹ của tỉnh trong năm nay. Hiện nay đơn vị đang liên tục đón các đơn hàng quay trở lại. Đây được coi là tín hiệu rất tốt khi đã tạo được niềm tin với khách hàng nước ngoài. Công ty chúng tôi qua đợt bão vừa rồi thì công ty sẽ không chịu ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà một bộ phận công nhân ở đây thì có chịu ảnh hưởng. Và ngoài ra thì đối với những công nhân mà chịu ảnh hưởng bởi bão Yagi thì công ty chúng tôi sẽ có những cái phần trợ cấp ngoài riêng cho những công nhân đó để động viên tinh thần công nhân ạ. Chúng tôi sẽ cùng với công nhân phối hợp để đạt cái mục tiêu sản xuất của năm 2024 và sắp tới thì chúng tôi sẽ tuyển thêm một bộ phận công nhân nữa vào để làm cái bộ phận bên may vi tính để đạt được cái sản lượng. Trong quý 3, ngành hàng giày da của tỉnh đã sản xuất được gần 2 triệu sản phẩm để xuất khẩu. Lũy kế 9 tháng, ước sản xuất được hơn 6,7 triệu sản phẩm. Tuy có tăng trưởng 5,4%, nhưng mới chỉ đạt hơn 58% so với kế hoạch của năm 2024. Tuy nhiên, điểm tích cực từ đầu năm đến nay là sau mỗi quý, thị trường đã chuyển biến thuận lợi hơn. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này của tỉnh đang kỳ vọng nhu cầu phục hồi từ các thị trường xuất khẩu chính sẽ giúp đạt được mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Dự tính trong quý 4 này, ngành giày da của tỉnh dự kiến thực hiện được thêm gần 5 triệu sản phẩm. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ vượt mục tiêu của năm 2024 đề ra. Thị trường xuất khẩu chính có dư địa cho tăng trưởng xuất khẩu là Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trong quý 4 năm 2024 này thì chúng tôi cũng đang cố gắng phấn đấu và tăng cường để tăng ra cái sản lượng lên và cố gắng là đạt được cái mục tiêu mà công ty đề ra. Hiện nay các doanh nghiệp đang có những thay đổi khi tập trung mở rộng thị trường mới, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm làm cho đơn hàng thêm phong phú. Bên cạnh đó, nhiều nhà máy cũng đang nỗ lực tìm kiếm khách hàng thông qua phương thức sản xuất theo tiêu chuẩn xanh để thích ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, vừa giúp tăng năng suất, hiệu quả công việc và tạo động lực phát triển doanh nghiệp bền vững. Đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 23.000 lao động, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2024, góp phần thực hiện phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương. Tư vấn giới thiệu việc làm thông qua các phiên giao dịch là cầu nối giữa người lao động và các đơn vị tuyển dụng, giúp tìm hiểu thông tin thị trường lao động tại tỉnh, trong và ngoài nước để tìm việc làm và học nghề phù hợp. Đối với bản thân em là em muốn chọn ngành về du lịch Nhật Bản, về mấy cái ngành mà liên quan đến đối với em trong năng lực của em. Người lao động cũng như là học sinh, đoàn viên thanh niên là được tiếp cận với cả các thông tin về tuyển dụng, tuyển sinh của các doanh nghiệp ở trong tỉnh, ngoài tỉnh cũng như các doanh nghiệp có đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và có định hướng cho các em học sinh sau này khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các em được có thể là tiếp cận với cả các doanh nghiệp đó hoặc là đi học nghề để tìm kiếm một cái công việc phù hợp với cả bản thân. Thời gian qua, Phòng Lao động Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh hướng dẫn đôn đốc các địa phương thực hiện giải quyết việc làm năm 2024, quan tâm chú trọng đến công tác xuất khẩu lao động, đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, qua đó giúp giải quyết việc làm về đích trước 3 tháng, góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Về đích sớm với những các cái chỉ tiêu về lĩnh vực lao động, việc làm và dạy nghề, chúng tôi xác định là trong thời gian tới thì cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban dân các huyện, thành phố để triển khai thực hiện tốt cái chương trình đào tạo nghề cho người lao động nông thôn từ các cái chương trình mục tiêu quốc gia. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các cái hoạt động về tư vấn giới thiệu việc làm, tìm kiếm các cái nhu cầu việc làm từ các doanh nghiệp
để đưa lên và thông tin kịp thời đến người lao động, đảm bảo là đáp ứng được cái nhu cầu tìm việc của người lao động trên địa bàn tỉnh. Việc hoàn thành các chỉ tiêu lao động việc làm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra. Huyện Lâm Bình đang tích cực triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội nhằm tạo động lực giúp cho các hộ dân nâng cao thu nhập, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Trên 600 gốc cam đang phát triển tốt. Thành quả sau nhiều năm phát triển kinh tế của gia đình bà Chẩu Thị Ngân, thôn Nà Lung, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. Trước đây, bà đưa nhiều giống cây vào trồng nhưng hiệu quả không cao. Thông qua phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội, được tạo điều kiện vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh để trồng cam. Từ một hộ gia đình khó khăn, bằng sự cần cù chịu khó và lòng quyết tâm mà cuộc sống của gia đình bà Ngân ngày càng ổn định, trả được hết gốc và lãi cho ngân hàng, yên tâm phát triển kinh tế. Nhà tôi đi vay vốn nhà chính sách về trồng cam có hiệu quả. Tôi tiếp tục chăm sóc để vườn cam tốt hơn. Để thực hiện tốt chất lượng tín dụng chính sách, phòng giao dịch thực hiện tốt chương trình kiểm tra giám sát, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, công khai minh bạch các cơ chế chính sách tín dụng để người dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng hiểu rõ, nắm được mục đích tín dụng ưu đãi, ý nghĩa của từng chương trình và trách nhiệm trả nợ khi đến hạn. Tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể tín chấp tạo điều kiện giúp các hộ vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ 20 chương trình tín dụng chính sách với gần 460 tỷ đồng giúp cho gần 8.000 hộ vay vốn. Vâng, gia đình tôi thì cũng nuôi được bò thì được từ 7 năm rồi. Thì là cũng mua đàn nào nó to thì là tôi lại xuất lại bán đi thôi. Nguồn vốn của ngân hàng chính sách cho tôi vay thì là về tôi phát triển đàn bò này cũng là rất tốt ạ. Vất ra hiệu quả về kinh tế. Từ nay đến cuối năm thì chúng tôi sẽ phối hợp với phòng lao động để tổ chức rà soát đối tượng là có nhu cầu vay vốn và đồng thời là những cái đối tượng mà có nhu cầu xuất khẩu lao động thì chúng tôi sẽ rà soát để cho vay để đáp ứng nhu cầu và đồng thời là cũng là mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Lâm Bình tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân có thể tiếp cận các chương trình tín dụng, góp phần vào đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tại xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, các công trình cơ sở hạ tầng hoàn thiện, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Những ngôi nhà khang trang được xây dựng, đời sống các hộ dân ngày càng nâng cao. Điều này khẳng định hiệu quả từ chính sách hỗ trợ nhà ở, tạo động lực cho các hộ nghèo an cư, lạc nghiệp. Năm 2024, xã Tri Phú thực hiện giải ngân cho 12 gia đình làm nhà mới. Tôi cũng mong ước xây được một cái nhà để ở. Vừa rồi cũng có bên nông dân hỗ trợ để thực hiện được cái ước mơ của mình, là cảm ơn chính quyền đã quan tâm để gia đình tôi có được ngôi nhà che nắng che mưa. Hơn một tháng nữa, công trình nhà lớp học và bếp ăn bán trú của hai điểm trường này hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Ước mơ của nhiều thầy cô giáo hàng ngày bám trường mang con chữ tới cho các em học sinh đã trở thành hiện thực. Từ đây, công tác dạy học chăm lo cho học sinh được nâng lên. Được chủ trương của Đảng và Nhà nước xây dựng cho điểm trường Khuôn Làn những cái lớp học đảm bảo thu hút được trẻ đến lớp và tỷ lệ huy động trẻ ở địa bàn sẽ thuận lợi hơn. Các cháu đến lớp được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được tốt hơn và bản thân là giáo viên thì cũng yên tâm công tác. Tri Phú là xã 13 năm. Năm 2024 được phân bổ gần 3 tỷ đồng chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, dự kiến hỗ trợ téc chứa nước, gạo cho các hộ nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất. Xã Tri Phú thì cũng được thực hiện các cái dự án và tiểu dự án. Trong đó là đặc biệt là về cái cơ sở hạ tầng và các cái dự án phát triển kinh tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số, phục vụ sản xuất cho bà con nhân dân. Và một số những cái cây cầu sau khi là được đầu tư xây dựng là cũng đã đáp ứng được cái mong mỏi của người dân. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mang lại những đổi thay rõ rệt. Cuộc sống dần nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.
Những nội dung tiếp theo của chương trình: các cấp hội phụ nữ hỗ trợ nguồn vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật giúp chị em ổn định cuộc sống. Lễ hội giã cốm và hội chợ quê góp phần khôi phục và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Thượng Giáp, huyện Na Hàng. Để giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã hỗ trợ nguồn vốn tập huấn khoa học kỹ thuật giúp chị em ổn định cuộc sống, ghi nhận tại huyện Chiêm Hóa. 12 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của các ngân hàng đã giúp gần 300 hội viên phụ nữ tại xã Vinh Quang. Hội phụ nữ thường xuyên rà soát bình xét vay vốn công khai, dân chủ, tăng cường kiểm tra giám sát thu hồi nợ đến hạn, tư vấn định hướng người dân trong việc lựa chọn mô hình, ngành nghề kinh doanh phù hợp. Tuyên truyền hội viên giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện các giải pháp giúp hội viên khôi phục kinh tế, ổn định cuộc sống sau bão lũ. Gia đình tôi cũng chăn nuôi lâu rồi, cũng tập trung phòng bệnh và vệ sinh sạch sẽ, chuồng trại và tiêm phòng đầy đủ để đảm bảo cho đàn trâu phát triển tốt. Tiến hành là lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng. Những hộ mà bị thiệt hại trực tiếp thì sẽ thực hiện khoanh lãi cho hội viên vay. Cũng như là những hộ mà bị ảnh hưởng thì sẽ thực hiện là đối với ngân hàng chính sách là sẽ thực hiện là tạm thời là chưa thu lãi đến 31 tháng 12. Đối với ngân hàng nông nghiệp thì sẽ tiến hành giảm lãi cho hội viên vay. Từ đó thì giúp cho hội viên phụ nữ cũng như là nhân dân là có thêm thời gian cũng như là có điều kiện để khôi phục lại sản xuất. Với tinh thần đổi mới, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ huyện Chiêm Hóa hỗ trợ trên 7.700 hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế với dư nợ trên 480 tỷ đồng. Thông qua các phong trào tiết kiệm, từ chi hội đã huy động được trên 7,4 tỷ đồng cho trên 10.000 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn. Từ việc làm chủ kinh tế, tham gia các hoạt động xã hội, nhiều chị em phụ nữ huyện Chiêm Hóa khẳng định vị thế của mình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Tổ chức các hoạt động để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế thì cũng đã tổ chức các lớp tập huấn cho chị em hội viên phụ nữ là người dân tộc thiểu số về những cái kiến thức về phát triển kinh tế cũng như là tiếp cận với lại công nghệ số trong phát triển sản xuất cũng như là kinh tế. Các cấp hội phụ nữ huyện Chiêm Hóa tiếp tục giúp đỡ, linh hoạt, đa dạng trong việc cho vay vốn đối với chị em phụ nữ nghèo, nâng cao kiến thức khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, hướng dẫn phương án sản xuất, kế hoạch kinh doanh hiệu quả, ổn định cuộc sống. Tại xã Thành Long, huyện Hàm Yên, các cấp hội phụ nữ phát huy vai trò cầu nối, khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo trong lao động sản xuất, giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế. 2 hectare đất đồi được phủ xanh bằng rừng keo. Nhờ tiếp cận nguồn vốn vay từ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, chị Mai có thêm điều kiện để đầu tư trồng rừng. Gia đình tôi cũng lựa chọn cây keo cấy là thu mua đầu ra nó ở gần đây là nó tiện lợi hơn. Cây keo này thu nhập nó cũng ổn định. Để tạo sinh kế cho hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Long chủ động khai thác các nguồn lực thông qua các chương trình, dự án. Tích cực hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức khởi nghiệp. Hướng dẫn, giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo xây dựng mô hình kinh tế gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Vận động hội viên tham gia các phong trào, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, khích lệ phụ nữ phát triển sản xuất, vượt khó vươn lên. Tín chấp với phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện hơn 19 tỷ đồng. Mỗi năm, hội phụ nữ giảm được 3 hộ hội viên nghèo, thu nhập bình quân đạt 43,5 triệu đồng trên một người một năm. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng rà soát các hộ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là hộ nghèo. Sau đó thì nắm bắt hoàn cảnh của từng hộ gia đình và chỉ đạo các chi hội tổ chức các hoạt động giúp đỡ, ví dụ như là giúp đỡ ngày công, giúp đỡ tập huấn khoa học kỹ thuật và giúp đỡ vay vốn để phát triển kinh tế. Các hộ gia đình hội viên cũng nhận thức được rằng để thoát được nghèo thì gia đình cũng phải tự vươn lên.
hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững bằng các mô hình sinh kế, giúp nhiều chị em ở Thành Long nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Mục tiêu hướng đến là tranh thủ nguồn lực từ nhiều chương trình, dự án để đồng hành, tiếp sức, hỗ trợ hội viên có điều kiện vươn lên, giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, các địa phương thực hiện nhiều chính sách chăm lo cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú trục cơ sở Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, công tác này được thực hiện hiệu quả. Trên 600 em học sinh đang theo học. Học bán trú giúp các em giảm bớt khó khăn khi nhà xa trường. Ở đây các em đều được chăm sóc đầy đủ. Em ở bán trú tại trường, thuận lợi cho công việc học tập nó sẽ tốt hơn và ăn uống cũng rất là đầy đủ. Hùng Lợi là xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn. Công tác chăm lo cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện theo đúng quy định. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng, thuận tiện cho việc dạy và học. Thực hiện đổi mới phương pháp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực phù hợp với đối tượng học sinh dân tộc thiểu số. Quan tâm giáo dục kỹ năng sống, có mối quan hệ hài hòa với những người xung quanh. Các thầy cô quan tâm, chăm sóc, nuôi dạy như con em trong gia đình. Nhà con cách trường xa là 7 cây số ạ, con ở làng Trương ạ. Thì con thấy bữa ăn ở đây rất là phong phú và đa dạng. Thì bạn chú rất là vui và có nhiều bạn ạ. Thầy cô cũng rất là quan tâm đến học sinh ạ. Các thầy các cô trong nhà trường cũng rất là tận tụy trong công việc dạy và học. Còn học sinh thì về phía học sinh thì các em cũng rất là yêu quý trường lớp, đấy, chăm sóc các hệ thống phòng ở của mình đều đặn hàng ngày. Sự quan tâm nỗ lực của thầy cô nhà trường tạo điều kiện cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội viết tiếp những ước mơ và được cấp sách đến trường. Tại xã Thượng Giáp, huyện Na Hàng vừa tổ chức lễ hội dã cốm và hội chợ quê lần thứ 2 năm 2024. Ngày hội được tổ chức thường niên vào mùa lúa mới. Đây là phong tục đồng bào dân tộc Tày khi mùa màng bội thu. Địa phương cũng xác định là cái sản phẩm cốm là trở thành cái sản phẩm hàng hóa du lịch, đặc biệt là chế biến các sản phẩm từ cốm để nâng cao cái giá trị của cốm để nào và tăng thu nhập cho nhân dân. Mong muốn làm sao là quảng bá những cái hình ảnh của địa phương đến coi như là các tỉnh huyện bạn cũng như cả trong nước về cái thực tế của cái cốm của chúng tôi là cốm sạch đấy, đặc sản nếp địa phương, nếp cái hoa vàng ăn rất là ngon và làm từ những cái thực tế của bà con nông dân dân tộc Tày. Tại đây du khách được trải nghiệm khám phá phiên chợ vùng cao với những nông sản sạch. Đến nay cốm dần trở thành sản phẩm đặc trưng chủ lực của địa phương, góp phần khôi phục và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Đây là một cái lễ hội rất là ý nghĩa, cũng có bảo tồn được cái nét văn hóa. Và em thấy là khá là độc đáo bởi vì là hiện tại thì cũng không phải là nhiều nơi còn lưu giữ được cái nét làm cốm truyền thống như vậy. Huyện tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn để phát huy những cái giá trị truyền thống của địa phương, đặc biệt là cái lễ hội dã cốm chợ quê nhằm phát triển thúc đẩy để làm sao có tạo điều kiện cũng như là thu nhập cho bà con nông dân và gắn với lại phát triển du lịch sinh thái địa phương. Tin trong nước, 9 tháng năm 2024, Việt Nam chi trên 219 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu hàng hóa từ 6 thị trường lớn nhất. Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ các thị trường này đều ghi nhận mức tăng trưởng khá cao. Đáng chú ý, Việt Nam chi tới 105 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, thị trường nhập khẩu lớn nhất trong 9 tháng qua. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu Trung Quốc tăng tới 32,5%, kéo tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm từ Trung Quốc đạt mức cao nhất 10 năm và lần đầu tiên vượt mức 100 tỷ đô la Mỹ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định nhà nước, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam vừa có văn bản gửi các thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam.
các thành viên hội đồng thẩm định nghiên cứu có ý kiến thẩm định chính thức về hồ sơ giải trình bổ sung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 14 tháng 10 năm 2024. Sẽ có khoảng 14 nội dung thẩm định đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, trong đó đáng chú ý là sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về dự báo nhu cầu, phạm vi phục vụ và dự kiến mục tiêu đầu tư, quy mô và hình thức đầu tư. Tin thế giới, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Liban ngày càng xấu đi, ngoài các chuyến bay thương mại, trong những ngày qua, Australia cũng đã tổ chức các chuyến bay đưa công dân rời khỏi nước này. Theo truyền thông Australia, hôm nay các cơ quan chức năng của nước này sẽ tổ chức hai chuyến bay đưa công dân rời khỏi Liban. Trước đó, trong hai ngày cuối tuần vừa qua, nước này cũng đã tổ chức các chuyến bay đưa công dân rời khỏi Liban. Như vậy, đến nay, bên cạnh những người đã rời Liban trên các chuyến bay thương mại, Australia đã hỗ trợ đưa 904 công dân và thành viên gia đình rời khỏi Liban để đến Cộng hòa Síp. Cũng trong ngày hôm nay, chuyến bay đầu tiên đưa 349 công dân Australia từ Cộng hòa Síp hạ cánh tại thành phố Sydney, Australia. Trong bối cảnh tình hình an ninh tại Liban ngày càng phức tạp, số lượng công dân Australia đăng ký hỗ trợ để rời khỏi nước này tiếp tục tăng lên đến 3.756 người. Hiện tại, Australia đang lên kế hoạch cho các chuyến bay tiếp theo, song các chuyến bay này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của người dân, năng lực vận chuyển cũng như tình hình an ninh tại Liban. Chỉ còn một tháng nữa, nước Mỹ sẽ chính thức tiến hành bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11. Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hiện đang dẫn trước đối thủ Donald Trump với khoảng cách 2 điểm phần trăm. Kết quả khảo sát toàn quốc được công bố cuối tuần qua cho thấy bà Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, giành được 50% tỷ lệ ủng hộ trong nhóm cử tri nhiều khả năng sẽ đi bỏ phiếu. Còn ông Donald Trump, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, giành được 48% ủng hộ. Ở nhóm cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu, bà Harris giành được 50% ủng hộ và ông Trump nhận được 47%. Trước đó, khảo sát toàn quốc do The Economist YouGov công bố trong tuần trước cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Harris là 48%, cao hơn ông Trump 3 điểm phần trăm. Trong khi đó, ngay sau cơn bão tàn khốc Helene tấn công bang Florida của nước Mỹ, hôm nay 7 tháng 10 đang phải chuẩn bị cho đợt sơ tán lớn nhất kể từ năm 2017, khi cơn bão Milton gia tăng cường độ ở vịnh Mexico trên đường đi đến bờ biển phía tây của bang này. Giám đốc bộ phận quản lý tình trạng khẩn cấp của bang Florida đã kêu gọi mọi người chuẩn bị cho cuộc sơ tán lớn nhất kể từ cơn mưa bão Irma năm 2017. Theo báo cáo của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, tính đến 7 giờ tối qua theo giờ Mỹ, bão Milton còn cách vịnh Tampa khoảng 780 dặm, tương đương với 1.255 km về phía tây, tây nam, với sức gió mạnh nhất lên tới 140 km/h và di chuyển về hướng đông đến bang Florida với tốc độ 11 km/h. Thống đốc bang Florida John DeSantis cũng đã lên tiếng cảnh báo về khả năng bão gây lũ lụt và tình trạng mất điện trên diện rộng hơn so với cơn bão Helene, dẫn đến thiệt hại trầm trọng hơn. Các bang Bắc Carolina, Florida và phần lớn miền Nam nước Mỹ vẫn đang cố gắng phục hồi sau sự tàn phá khủng khiếp của bão Helene. Chính quyền Mỹ cũng đã phê duyệt 137 triệu đô la Mỹ viện trợ liên bang và cam kết cung cấp thêm viện trợ do thiệt hại kinh tế dự kiến sẽ tăng vọt lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Cập nhật. Việc công khai kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm hành chính theo thông tư số 67/2019 đang bị lợi dụng để gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông làm công tác trên đường. Vì thế, mới đây Bộ Công an đã ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư này để bãi bỏ việc công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thường xuyên gồm các nội dung cụ thể sau: tên đơn vị, tuyến đường, các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát xử lý, thời gian thực hiện. Thông tư mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2024. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.